thì thời gian mà đi lính thì mình trong đi chiến thì tôi xin cho bài một bài Monica với cái đề là cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một đời thề thay, cũng thương nghĩ về đời mình. Phải đau mây nhờ rủi chiều, phải đau trong đục cũng đành. Phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin nhắc về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuống. Dạ, con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ. Dạ, xin được kính chào toàn thể quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là video đầu tiên em thực hiện ghi hình vào ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và thật sự càng ý nghĩa hơn rất là nhiều khi video này là video mang lại sự yêu thương đến rất nhiều những bà con cô bác ở nơi quê nhà, đặc biệt là những cái nơi mà nhà thương đó quý vị. Và hôm nay được sự gửi gắm của chú Hiền Phạm. Kính thưa quý vị, chú thì viết cái tên không có dấu, Hiền Phạm hay là Hiển Phạm gì đó, thì nếu có sai thì mong chú thông cảm giúp con. Hôm nay thì chú có phát tâm về là đến 500 đô la Mỹ thưa quý vị, trong đó là 100 đô la Mỹ em đã gửi về nhà ăn Không Đồng, bếp ăn Tình Người Nha Trang, và 100 đồng đến nhà ăn Yên Vui, nhà ăn 2.000 đồng ở ngay đường Bến Chợ. Còn lại thì em đổi thành 200 phần cơm trong chiều hôm nay, gồm có một hộp cơm là 20.000 đồng, một chai nước, một trái chuối, để mà phát tâm đến những nơi khó khăn nhất của thành phố Nha Trang, đặc biệt là trại cùi ở bệnh viện Gia Liễu đó quý vị. Nhìn cô bác anh chị nơi đó thì thật sự là rất là xót xa. Còn lại thì những phần cơm em sẽ mang qua đến bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Lao Phổi. Và ngày hôm nay chính là ngày Tết Tây. Hy vọng rằng với những món quà nhỏ như thế này thì tất cả bà con, đặc biệt là bà con bệnh nhân, ai nấy cũng đều nhận được món quà đầu năm mới và đầy ý nghĩa. Và hôm nay nè quý vị, mấy chị đây cũng đã làm xong hết phần cơm ở đây rồi. Và đây là chợ bầu. Chị Phượng ơi, chị Phượng có thể cầm hộp cơm sản phẩm của chị lên đây được không ạ? Dạ rồi, chị Phượng ơi, nhân dịp đầu năm mới em kính chúc chị luôn luôn xinh đẹp nè. Rồi làm ăn phát đạt, lúc nào cũng làm cơm mỗi tay luôn nha. Kính thưa quý vị, đây là phần cơm trong ngày hôm nay. Chị Phượng có điều gì muốn chia sẻ không? Cảm ơn em. Đây em cầm nha, chị cứ nói đi.
Rồi được rồi, chị giữ hộp cơm lại đây, một hộp thôi được rồi. Hôm nay vẫn là kênh Nha Trang Lang Thang tiếp tục hỗ trợ cho quán cơm Phượng Hồng tại chợ Bầu, và để hoàn thành trong 200 phần cơm và 40 phần cơm là của Leo Phổi, còn lại 160 là ung bướu. Thì Phượng không có gì à, chúc chú gì? Chú Hiển đây. Chú Hiển để tài trợ 200 phần cơm này, về cháu cũng luôn chúc chú mạnh khỏe, bình an vui vẻ của năm mới, luôn luôn đồng hành cùng với kênh Nha Trang Lang Thang để Nha Trang Lang Thang tiếp tục đem yêu thương đến chợ Bầu nhiều về thật nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị lúc nào cũng buôn may bán đắt, là làm mỏi tay luôn. Dạ. Chị cảm ơn em nhiều. Đây là phần canh chua này quý vị trong ngày hôm nay. Và bây giờ em xin phép được hỏi thăm chị bán chuối. Tại vì hôm nay có phần chuối nữa thưa quý vị. Đây nguyên một thùng chuối luôn. Chuối đây rất là chất lượng. Chị Mến đâu rồi? À chắc bạn rồi. Dạ mấy chị ơi, hôm nay là ngày đầu năm mới, xin phép được thay mặt chú Hiển kính chúc toàn thể bà con của mình, đặc biệt là những chị em ở chợ Bầu, luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, buôn may bán đắt. Và kính thưa quý vị, còn một điều đặc biệt nữa là ngày hôm nay là chị chè có vẻ bán ế nè, và cho nên chị chè cũng muốn là tài trợ cái phần đậu nành đến với lại bà con ở bệnh viện Cùi. Chị có điều gì muốn chia sẻ không? Dạ không, em thì năm mới chúc cho chú Hiển là năm mới phát tài, làm ăn phát đạt, một năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Luôn tài trợ cho anh Lang Thang Nha Trang đi xuống những nẻo đường, là những nẻo đường như bệnh viện, những phần cơm hoặc là phần chè hoặc phần chuối, để bà con mình có được cái phần mình no ấm. Rồi em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn chị chè nha. Một điều nữa kính thưa quý vị, chị Phượng lúc nào cũng làm dư hết, thường thường là ví dụ như đặt 100 phần hoặc là 200 phần thì lúc nào cũng dư ra được 20-30 phần, thậm chí là có được đến 40 phần lận. Cảm ơn chị Phượng rất là nhiều, một tấm lòng cũng rất là cao cả. Và bây giờ thì cảm ơn mấy cô chị ở nơi đây. Bây giờ thì mình cùng lên xe ha, dẫn chuyển lên xe và mình cùng di chuyển lên bệnh viện. Cảm ơn mấy cô mấy chị. Đây là nước lọc đó quý vị. Rất là vui khi được lan tỏa yêu thương và được sự đồng hành của mấy chị em ở chợ Bầu này. Ai nấy cũng đều rất là nhiệt tình và song sáo, không quản ngại bận rộn việc gia đình, đều ủng hộ một tay một chân đến với lại những nơi nhận sự yêu thương. Chuối nặng quá anh bò không nổi luôn. Bác Tài hôm nay giúp giùm em nha, có thể mình đi nhiều nơi một chút ha. Cảm ơn anh Bác Tài. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi thưa quý vị. Kính thưa quý vị, ở nơi đây em thực hiện theo cái công đoạn của mấy cô, mấy chị ở dưới khu vực cửa bé đó. Khi mà phát tâm những phần ăn á, thì chở những cái này tới nơi luôn, rồi sau đó là mỗi người một tay một chân cho vô bị, rồi phát đến bà con. Thì điều này nó hay hơn và nó trật tự hơn khi mà vô phần sẵn. Không, xe này đừng có ngồi, mình chấp hành luật giao thông đi ha. Rồi bây giờ mời mấy chị cùng đi chung luôn ha. Rồi xuất phát thôi. Đây kính thưa quý vị, đây là bên trong bệnh viện Gia Liễu và đây là khoa phong. Ở đây mấy chị em cũng như là xe cơm cũng đã tới rồi. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Rồi không ấy anh chạy vô đây luôn đi cho tiện nè anh.
Rồi anh đứng đây luôn ha. Dạ con chào mấy bác mấy cô. Hôm nay thì cho phép con hỏi là tầm khoảng bao nhiêu người vậy ạ? Bữa con có hỏi thăm thì nghe nói khoảng 20 mấy người hà đúng không? Ngày hôm nay á. Dạ. À là để ở trong ra nữa ha. Dạ để con kêu mấy chị em ra sắp xếp. Xin chào. Nãy có cái phần nào để riêng đúng không? Có, đúng rồi, để riêng. Đúng rồi, mấy chị cứ ra phần luôn đi. Rồi bà con ở đây có bao nhiêu thì phát bấy nhiêu. Tại vì hôm nay Tết á, một số bà con cũng về. Em thấy cái chương trình này cũng hay á chị Phượng ha. À, bên đi phát cơm của đây á, thấy nó hay hơn. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều, đó là công của mấy chị. Thôi mấy chị cảm ơn. Bánh này chưa nước này nhiều lắm. Mấy người ủng hộ. Dạ. À, chút nữa thì phiền mấy chị trao tặng tay mấy cô bác ở đây luôn ha. Dạ con xin chào. Con chào bác. Con nè. Dạ con đây. Cho phép con hỏi thăm là hôm nay là bao nhiêu người và bao nhiêu phần cơm vậy ạ? Hoặc là bà con nào ăn thêm thì con sẽ để thêm lên cũng được. Số bệnh nhân ở đây là 37 người. 37 người ha. 37 người mà mình có một số họ về họ ăn Tết dương lịch đó. Dạ. Vánh mặt cũng có 90 người đó. Vậy thôi con để 30 phần đi. Nha. 30 phần đi cho nó tiện. Và hôm nay là chỉ có cơm thôi nha bác nha. Cơm, nước lọc và chuối và thêm cái một chai sữa đậu nành nữa. Dạ. Còn con hy vọng rằng là qua những cái clip này nè sẽ lan tỏa yêu thương và càng ngày càng có nhiều mạnh thường quân đến với lại khoa của mình. Không kênh này thì cũng kênh khác để bà con mình nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Hôm nay là nhân ngày Tết Tây, Tết Dương Lịch. Con xin kính chúc toàn thể quý ông, quý bà, quý bác, quý chú, quý anh ở nơi này luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ, hôm nay là sự phát tâm của chú Hiển bác, chú Hiển ở bên Mỹ. Dạ, hôm nay thì chú phát đến 200 phần cơm lận ở đây, rồi chút nữa con sẽ chạy qua bên Ung Bướu. Dạ, hôm nay là cơm mặn nha. Dạ, chúc bà con mình ngon miệng. Dạ. Mấy chị mang vô giùm em 30 phần nha. Đây nè, dạ rồi mời bác. Tôi xin đại diện cho bà con bệnh nhân chân thành cảm ơn kênh của chú Lợi đã vào đây thăm và tặng quà cho bệnh nhân, tặng cơm cho bệnh nhân. Chúng tôi nhân ngày năm mới xin chúc các vị ân nhân cũng như là chú Lợi cũng năm mới được dồi dào sức khỏe, mạnh giói và phát triển được nhiều, giúp đỡ cho bà con anh em bệnh nhân chúng tôi có khó khăn đủ chuyện. Cảm ơn chú Lợi. Dạ con cảm ơn bác. Rồi coi như là năm mới chúc hết tất cả bà con và các bà con xa gần, cô bác xa gần là một năm mới được an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và an bình trong cuộc sống. Dạ, dạ. Con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ. Và bây giờ thì con sẽ phát cơm ha. Bà con mình cứ ngồi ở đâu thì ngồi đó nha. Dạ. Rồi mấy chị, mời mấy chị trao tặng tay cho mấy cô, mấy bác ở đây giùm em. Dạ, cứ trao đây rồi bên kia đem vô nữa là vừa. Dạ, chúc con ngon miệng nha cô. Dạ. Chúc bà ngon miệng. Dạ con chúc bác ngon miệng. Dạ dạ. Dạ đây nè cô, cô có thể đổi được không ạ? Dạ. Hôm nay là đậu nành của cái chị đây nè. Chị đây là bán đậu nành với chè đó.
Hồi bữa bà con mình ăn chè có thấy ngon không ạ? Dạ, chè là chị đây nấu nè. Dạ, còn cơm là cái chị Phượng, Phượng đây nè. Hôm nay chị Phượng tím rồi, phải chị Phượng Hồng nữa rồi. Dạ. Con hy vọng là lần sau con ghé tới đây sẽ mang theo nhiều sự yêu thương và nhiều sự quan tâm nữa đến với bà con của mình nha. Dạ. À, con biết rồi, con biết cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà con hôm nay có duyên và được sự gửi gắm thì mấy đợt trước con có tới á, thì đó là một cái duyên và bà con muốn ủng hộ. Dạ. Coi như là hôm nay biết rồi đó thì coi như là giúp đỡ nghe, cố gắng giúp đỡ cho bà con người Bình Phong này, coi như vất vả ghê lắm, bây giờ tay chân như thế này, đây là tới 12 người cục chân, một chân dạ. Một chân nữa, cục chân nhiều lắm, còn có người cục hai chân, người cục một chân, còn già cá rồi vất, không có đi làm ăn gì được, tất cả mọi việc đều mưu sinh đều khó khăn gặp gia đình. Con thấy có nhiều người cũng lắp chân giả chứ không bác ha? Dạ, chân giả như tôi cũng bị chân giả. Ô vậy hả ba? Dạ. Chân giá tới 12 người nữa. Là ăn luôn lên cho luôn hả bác hả? Cắt cái nó cắt cơm 1 phần 3. Dạ. Cắt cơm 2 phần 3 chơi dưới đầu gấu. Dạ. Cho phép con hỏi thăm một cái sự kiện đây nè bác. Dạ. Thổ xưa á, là ở trong cái bệnh viện mà Phong á, dạ, có một người đàn ông dạ, bị bệnh. Lúc đó là ổng nhận bánh mì về ổng phát á. Thì không biết bác có biết người đàn ông đây không ạ? À? Tên gì không biết. Thì cái chú kia thì cũng không có nhớ tên. Tại vì thổ xưa là chú đó hay nhận ổ bánh mì từ... Đó là từ năm, thổ năm 1960 mấy đó. Ông nói là ông Trợ Lợi là ông từ Quy Nhơn ông vô. Dạ. Từ Quy Hòa vô đây. Mỗi buổi sáng ông đều nhận bánh mì để ông đi phát lại. Dạ. Ông người công giáo. À vậy là mình biết hả? Cái ai biết không ạ? À? Cho ông con thêm thông tin đây ạ. À? Ông chết rồi. Dạ nhưng mà có gia đình ở đây không ạ? À? Không, về về Quy Nhơn hết rồi, Quy Hòa hết rồi. À ở Quy Hòa đó ha. À, vậy là gia đình của ông ấy là ở Quy Nhơn, Bình Định. Còn năm đó là ông chỉ vào đây thôi. Dạ con cảm ơn thông tin rất là nhiều. Vậy là xác nhận em con là ông đó đúng không ạ? À? Chỉ có một người duy nhất thôi. Ông đó chết rồi mà. Dạ dạ cảm ơn bác. Dạ, vậy là cô cũng biết cái ông đó biết, hả bác ha? Biết chứ, tôi biết mà. À, thổ năm 1960 mấy đó, ông phát bánh mì. Ông Trợ Lợi phát bánh mì á. Dạ. Lãnh mì về em phát cho bệnh nhân ăn á. Đúng rồi, đúng rồi. Biết mà, chúng tôi ở đây biết mà. Dạ, hồi đó cô cũng nhận bánh mì hả? Có chứ. À, dạ. Cô cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Dạ, thông tin rất là quý báu luôn. Dạ. À, bây giờ mấy cái phần đậu nành nè, chị lấy đậu nành chị bỏ lại đổi lên cho những bà con mà không có đậu nành á. Đúng rồi. Dạ bà con nào không có đậu nành có thể đổi được nha bà con. Dạ. Có hết rồi, còn có đậu nành không? Dạ. Bác chưa có, bác chưa có. Bác chưa cảm thấy lạnh. Chưa cảm thấy lạnh là chưa có. Dạ bác cảm thấy nóng. Dạ rồi, ở đây mấy chị nào có điều gì muốn nói chuyện với mấy cô mấy bác ở đây không? Chị Phượng nè, có điều gì muốn nói với mấy cô mấy bác ở đây không? Chị Phượng chúc mấy bác, mấy cô, mấy chú ở đây ăn cơm ngon miệng, xong rồi là mạnh khỏe, mau xuất viện đi về, đừng có ở đây nữa. Dạ. Dạ. Thay mặt năm cũ bước qua năm mới. Chúc mấy chú mấy bác được mạnh khỏe. Dạ rồi, con xin phép nha. Con sẽ đi qua bên bệnh viện kia nữa để. Dạ rồi, con cảm ơn bà con. Dạ. Dạ rồi, con chào bác. Rất vui hôm nay được gặp lại bác và kính thưa bác. Cái đoạn mà âm nhạc hồi bữa bác thổi cái bài Lối về sớm nhỏ. Đã, lối về sớm nhỏ. Con lòng vô những cái video tiếp theo nữa. Thì rất là xúc động và bà con cũng có nhiều cái ấn tượng sâu sắc về cái bài này. Thì bây giờ không biết bác có thể tặng cho bà con thêm bài nào nữa ạ? Thì thời gian mà đi lính á, mình cầm đi chiến ra. Thì tôi xin cho bài một bài Monica với cái đề là Lục Quân Việt Nam. Lục nhạc lính. Dạ nhưng mà bây giờ cho phép con nói như thế này nè.
tại vì bây giờ cái thời này nó khác rồi. Cái bài này thì có vẻ như nó cũng chưa có được phù hợp á. Có thể một bài khác nữa ha mà nhiều người cùng viết á bác. Bác bây giờ thôi để thổi bạn Nắng Lên Xóm Nghèo. Dạ, cảm ơn bác. Con mời bác. Cảm ơn bác, một bài rất là hay. Và bây giờ cái phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay nè bác. Bây giờ thì cho phép con được hỏi thăm về cái số quân của bác ngày xưa á. Và con hy vọng rằng là khi mà nhiều bà con biết cái số quân của bác thì có thể những phần quà của bác sẽ khác. Và hy vọng là được tình huynh đệ chí binh, những người ở đâu đó trên toàn thế giới sẽ quan tâm tới bác. Dạ. Để đáp án. Tôi thì thời gian năm 1972 thì được vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa với đơn vị là công binh kiến tạo nằm ở tại Phú Tài, Bình Định. Còn nói về số quân á, thì từ đó tới giờ lâu quá thì cái chuyện mà số quân thì không có thể là quên mất rồi. Dạ. Nhưng mà nói về tôi tên là Trần Tiến Thức. Dạ. Thời gian đi lính 3 năm rồi sau khi bệnh á, thì mới về giải ngũ. Giải ngũ về tới bây giờ thì trong cuộc sống cũng cảm tạ ơn tôi sống với con người được bình an và thanh thản, và bệnh hoạn thì cũng cảm tạ bệnh viện đã điều trị và cho tôi hôm nay tuy rằng tay chân không còn nữa nhưng mà tinh thần thì lúc nào cũng sảng khoái, lúc nào cũng vui tươi. Dạ. Và một điều nữa là đặc biệt là cảm ơn các cấp chính quyền sở tại đã tạo điều kiện quan tâm đến bác cũng như là những bà con nơi đây. Dạ. Thì sẵn đây tôi muốn trình bày một bài hát nói về tình yêu của tất cả mọi người đã dành cho anh em bệnh nhân chúng tôi tại nơi này. Đó là bài hát Đời Người Rừng Một, Đời Người Một Rừng Cây. Bài này nói lên sự đoàn kết giữa đoàn cũng như anh em bệnh nhân, và luôn luôn đến đây để mà
an ủi, để mà an ủi sự bệnh tật của anh em chúng tôi, và cho chúng với sự đoàn kết một đời người một rừng cây để vươn lên, để trong cuộc sống để chúng ta không còn có sự lo âu, vậy là không còn có gì sợ sợ hay là bệnh tật gì nữa. Dạ. Khi nghĩ về một đôi người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cơm mõ hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi ra về. Cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi càng khô. Cây có hiểu vì sao, chim thường kêu về làm tổ. Và em như cụm láng mọc, từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thành mới thằng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một đời thề trai, cũng thương nghĩ về đời mình. Phải đau mây nhờ rủi chiều, phải đau trong đục cũng đành. Phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin nhắc về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuống. Dạ, con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ. Thanh thoát luôn. Rồi, tắt em nói thôi. Anh làm nói nữa. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ là em đang trở lại bệnh viện ung bướu. Và tiếp tục là 100 mấy chục phần cơm ở nơi này, gần 200 đó quý vị. Tại hồi nãy phát ở bệnh viện Gia Liễu chỉ có 30 phần mà thôi, bà con cũng đã xuất viện về nhà rồi. Hôm nay là 170 phần cộng gửi đến những bà con ở bệnh viện ung bướu, và đang dẫn một số chị đi vào bên trong, đi lên trên tầng 4 để mà kêu gọi những bà con xuống nhận cơm. Tại vì qua những lần phát cơm vừa rồi đó, là mấy chị quan sát thấy là những bà con trên tầng 3, tầng 4 là xuống chưa kịp và cơm đã hết. Cho nên hôm nay để dành riêng một thùng luôn, để mà ghi là tầng 4 đó quý vị, gửi đến những bà con. Ở đây sắp xếp là cái nào ra cái nấy đó quý vị. Cơm, bây giờ sẽ bóc một hộp cơm bỏ vào bị. Rồi sau đó là bỏ một bịch canh, một bịch mắm, một chai nước, kèm một trái chuối, rồi ra một thành phẩm chuyển qua một bên. Rồi sau đó sẽ phát đến bà con. Đây là một cái dây chuyền sản xuất chạy bằng cơm đó quý vị. Không có cơm là dây chuyền này chạy không được đâu. Và đặc biệt là em hỏi thăm chị Phượng á, chưa giờ mấy chị đây ăn cơm hết chưa? Chưa ăn cơm đúng không? Mấy chị này nhịn đói hết. Wow, tội ghê chưa? Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Dạ. Cô ơi có cơm rồi nè cô, con mời cô ạ. Dạ, mấy phần cũng được vậy ạ. Con thay mặt chú Hiển ở bên Mỹ, hôm nay là ngày Tết Tây, chúc bà con của mình một năm mới vui vẻ, sức khỏe, bình an. Dạ, chúc quà ngon miệng. Ở trên đó quà lên rồi quà kêu gọi bà con xuống nhận cơm giùm con nghe. Đây chị Mến là chị bán mít đó quý vị, di chuyển lên trên luôn rồi kêu gọi bà con xuống dưới đây. Đây, mấy anh chị tới đây. Mấy anh chị, mấy anh chị. Ủa chị có mít nè, chị cho tầng 4 đi mau.
có ghi riêng rồi đó. Anh ơi. Rồi con mời bà con nhận cơm nha. Hôm nay là ngày Tết Tây. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Một năm mới an khang thịnh vượng nha. Dạ rồi. Cảm ơn thường nguyện được nhiều sức khỏe, đang làm được nhiều việc như gì, tụi em cảm ơn nhiều lắm. Dạ cảm ơn chị. Cho em hỏi thăm là bữa giờ chị nhận cơm đây tụi em làm ngon không ạ? À ngon. Rất là ngon luôn ha. Rất là ngon, rất là ngon. Dạ cảm ơn mấy chị. Ngon nhất là cái tấm lòng hơn nữa. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Chị ơi, chị là ở quay đúng không? Chị ở Đồng Bào hả? Khánh Sơn luôn. Wow, cũng xa lắm đó. Là mình ở là Tô Hạp hay là mình ở Ba Cụm Bắc? Mình ở Ba Cụm Bắc. Ba Cụm Bắc ha. À, mình ở trên đó mình theo tôn giáo nào đó? Mình theo tôn giáo ông bà. Là có ông đi chùa hay là không, không ha, ông bà thôi. Dạ. Ông bà. Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Chúc hạnh phúc bình an. Dạ. Chị sắp giúp em. Dạ. Khó lắm, những tấm lòng như vậy à, mấy anh chị em chúc mấy anh chị em xem mình lên cho sức khỏe nhiều hơn nữa. Dạ cảm ơn chị. Mừng lắm luôn. Dạ. Rồi chúc bà con hôm nay ngon miệng nha. Lấy cho bà ngoại cho lấy bà ngoại với lò với anh năm luôn đi. Dạ. Chị nó nhìn cho mấy em luôn. Cảm ơn nha. Dạ rồi, chúc bà quay nhiều sức khỏe nha. Hôm nay YouTube bị một anh khác quay phim. ông chú trên đó có thằng chú bên nữa, thằng vậy cô mấy người đã lấy giùm con đi. Bên kia cái gì chị đại diện giùm nha chị. Dạ. Rồi giờ anh đại về. Được ạ. Được rồi. Chở thùng về nữa. Đã chở thùng về. Chút công việc làm vợ chút mẹ. Mấy anh rảnh mà đi theo chơi luôn. Hy vọng là được kết nối với anh Đại hoài hoài nha. Anh Đại cũng cảm ơn anh rất là nhiều đó anh. Cũng có tâm và phục vụ bà con ở đây. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, hy vọng là những chuyến lần sau sẽ đồng hành cùng với anh nữa nha. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ cũng chỉ tầm khoảng 4 giờ thôi thưa quý vị. Cũng giờ này là giờ cơm chiều nè, tại vì ở khu đây bà con di chuyển xa mới mua được những phần cơm mặn và xung quanh đây bán đồ ăn cũng đa dạng lắm, nhưng mà xa lắm, bà con nhiều khi không có hợp khẩu vị cũng như là những cái món ăn đó nó không có hợp với lại bà con ở trong bệnh viện đó. Những cái phần cơm mặn vào buổi chiều, điều đó là những cái điều hết sức quý giá đối với lại những bà con bệnh nhân nơi đây, khi một chị vừa rồi cũng đã có chia sẻ đó quý vị. Cô chú ơi, hôm nay con xin phép được thay mặt chú Hiển ở bên Mỹ chúc cô chú cùng những bệnh nhân nơi đây được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn nha. Dạ. Chị Phượng Tím ơi, chị Phượng Tím nay Tết tay chị có bán không? Có. Cũng phải nghỉ chứ. Không, chị nghỉ gia đình nữa chị mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đó, Tết mùng 1, nghỉ mùng 1, chị Kim Phượng nghỉ mùng 1. Mùng 1. Chị nghỉ ngày mùng 1 à, Tết mình nữa hả? Mùng 2 vẫn bán. Mùng 2 chị vẫn bán. Bán cái gì? Bánh căn. Bánh căn ha. À. Bà con nào có đi chơi Tết ghé qua chợ Bầu ăn ủng hộ ha. Ăn ngoài đường nhiều khi bán mắc mà không ngon. Dạ. Bạc chai nước. Dạ đây nặng lắm chú à. Dạ nặng lắm, sợ gãy bàn. Bên đó mấy phần? 6 phần, bảo vệ 6 phần. Rồi bảo vệ 6 phần. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều, cũng đã tạo điều kiện cho tụi em có một cái chỗ phát cơm như thế này. Cảm ơn anh. Dạ. Ở đây rồi. Rồi cảm ơn. Cảm ơn chú Hiển rất nhiều. Mở tài trợ cho bên chợ Bầu mình. Chào bà con. Rồi, không có chợ Bầu, không chợ Bầu. Chợ Bầu bán được ha. Rồi, cảm ơn cho chú Hiển đã tài trợ cho kênh YouTube Nha Trang Lang Thang mình, và được là chị bên chị Phượng Hồng cơm, chị Mến chuối được tài trợ cho những bệnh viện
chạy cùi với lại bệnh viện ông bú. Rồi rất cảm ơn chú Hiển rất nhiều. Rồi cảm ơn chị Trà. Dạ rồi mời mấy chị. Chúc mấy chị ngon miệng luôn, chúc năm mới vui vẻ bình an. Từ từ anh còn cơm anh đi từ anh đừng có vội vàng. Đây mấy phần ăn dạ. Đó, từ anh đi chị chú cho chú em. Anh vội vàng anh đi rồi anh đau anh á. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Chúc ngon miệng. Mấy phần cái cơm mà thấy bị không? Đây một phần. Mấy phần. Mấy phần cô? Mấy phần cô? Ba phần và cá ba phần. Năm mới con chúc mấy cô được dồi dào sức khỏe nha. Hay quá Mến ơi. Mến đeo cái mít luôn đi à, phát cho bà con thì chúc bà con luôn nha. Dạ đây kẹp cho, kẹp cho. Bà về là bà, dạ bà về mấy phần? Dạ dạ ba phần. Thôi năm mới á con chúc mấy cô ở trong bệnh viện á, năm cũ bước qua năm mới bước tới, chúc mấy cô luôn luôn mạnh khỏe mà mau ra viện giùm con cái nha. Tháng mới luôn biết ngày nào. Dạ một tháng mấy không con không biết, nhưng mà bước qua ngày mai là mình sẽ bớt bệnh mình về. Dạ dạ chị ơi mấy phần chị ơi. Dạ từ một từ phần chị ơi, từ từ em thôi. Chúc mấy chị năm mới nhiều sức khỏe. Dạ còn cơm còn cơm mấy phần chị ơi. Dạ em chúc mấy chị nhiều sức khỏe nha. Rồi mấy phần cô ơi. Dạ ba phần có ba phần. Dạ đây đây. Dạ, dạ chúc mấy chị nhiều khỏe. Dạ ok cho hai nhỏ điều dưỡng. Dạ có luôn, cái giờ cái điều gì cũng có đó. Dạ mấy phần nữa đi cho mấy cô điều dưỡng. Ok cái gì đem lên giùm em nha. Dạ quại mấy phần quại. Dạ cho quại hai phần đây đây quại ơi, con chúc quại nhiều sức khỏe nha. Dạ 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 mấy chị ơi, ăn cơm Phượng Hồng rồi mấy chị ơi. Kênh đang thay Nha Trang Phượng Hồng. Cho con hỏi thăm những lần trước cơm ăn như thế nào ạ? Dạ ngon. À dạ ngon. Em biết ngon đúng không cô? Ngon đúng không? Cơm Phượng Hồng ngon. Chuối ngọt đúng không mấy cô? Dạ, dạ một phần có một phần. Dạ đây. Con chúc quà ngon miệng nha. Ăn mau ra diện đi nha. Bé phần mấy phần chị? Dạ có bé phần. Còn chị này mà chưa có ăn thì chị nói xuống giùm em nha. Rồi. Cảm ơn chị. Dạ 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 chúc cô nhiều sức khỏe. Cô có tiền lẻ cho chị Mến luôn. Gặp cô áo xanh tím, áo xanh vàng cá tím. Kệ, đâu mà gặp tụi em hết đâu. Dạ, bây giờ mấy phần nè. Dạ, ba phần, có ba phần. Kệ, mấy cô ăn ngon miệng rồi, con tụi con vui à. Dạ. Để kênh Nha Trang lan thang có à, tài trợ tiếp, mấy anh mấy chú bên Mỹ tài trợ tiếp cho mấy cô bên đây. Cô ơi, còn ai trên đó nhắn xuống giùm con nha. Dạ đây, cô quay con này, cô cầm. Đây, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mấy chị ơi, quay ăn cơm nè mấy chị ơi. Cơm Phượng Hồng là chị ơi. Bác sĩ rồi, bà cha mấy bà bác sĩ. Có chưa? Tầng 4 rồi xuống chưa? Tầng 4 xuống hồi nãy có mấy người á. Anh ơi, ăn cơm anh ơi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, ok. Dạ bốn hộp đây, đây. Tay đâu kêu như? Ba chị luôn. Anh ba phần con sao ba chị? Đây. Rồi. Bê về đây. Chị ơi mấy phần chị ơi. Anh ha, cảm ơn anh. Dạ. À đúng rồi, bỏ cơm đó. Bốn phần, đây xách giùm em.
Đây, chúc chị năm mới vui vẻ nha. Ăn lâu rồi, chị nói là mấy chị bệnh nhân đó bớt bệnh giùm em nha. Cảm ơn cả. Cơm đây bà con ơi, cơm Phượng Hồng đây. Của kênh Lan, Nha Trang Lang Thang đây. Đây là cơm của anh gì tài trợ đây ta? Chú Hiển. Chú Hiển ơi, con cảm ơn chú Hiển rất nhiều để tài trợ cho kênh cơm tụi con là Phượng Hồng về. Em bán chuối. Mệt quá. Thôi năm mới năm cũ bước qua năm mới bước lại. Con chúc chú Hiển anh đã được mạnh giỏi nha. Làm ăn phát tài phát đạt nha. Ủng hộ cho tụi con nhiều nhiều chút chút nha. Mấy phần coi? Dạ hai phần. Dạ hai phần. Rồi con chúc con nhiều sức khỏe. Cảm ơn nha. Coi ai chưa có nói xuống giùm con nha. Đang chờ mấy cô tới thì em hỏi thăm chị Mến cái này cái chị Mến. Chị Mến. Em hỏi thăm bữa chị có đi Quy Nhơn á, chị đi Trại Phong Quy Hòa đúng không? Chị có thể chia sẻ một ít thông tin được không? Chưa, Mến chưa đi đó mà. Chưa hả? Chỉ có chị đây thôi hả? À, chỉ có chị chè đi thôi. Em đi bên anh ơi, ăn cơm qua ăn cơm anh ơi. Dạ. Ăn cơm qua đi ăn cơm. Xong rồi bà con trên đó lắc tội, em đi lên đó được 3 lần. Nhưng mà chị ơi, quay lấy cơm, ai chưa có cơm, quay lấy cơm gì ăn? Mấy sức cô? Nên em dạ đây, còn ai cho nó chưa có kêu xuống nhận giùm con nha. Không có hoàn cảnh như mình là đủ tay đủ chân. Ta rất là cùi. Từ từ, còn đó. Cơm hết, ừ, yên tâm đi mấy chị. Đi lên được 3 lần, lúc lui thì không lên được. Ơi, lên đó mà ai chưa có bạn nhỏ kêu xuống ăn cơm nha. Dạ rồi. Anh Đại ơi. Anh Lợi ơi, cho em nói nè, bây giờ cho em lấy mấy phần cơm lên cho mấy cô điều dưỡng cho nó được không? Sẵn sàng. Ok, em cảm ơn rất nhiều. Chuyển qua cho chị Phượng đi. Em đem lên cho mấy chị trên đó. Thưa quý vị, chị Mến rất là sốt sắng, đôi khi miệng bằng tay, tay bằng miệng. Và nếu như quý vị coi qua những cái clip ở chợ bầu á, nếu chị Mến có nói điều gì mà nó hơi quá lời thì mong quý vị thông cảm giúp chị Mến. Là vì những chị em ở nơi đây thì hầu như họ nghĩ gì nói đó, thẳng như ruột ngựa đó quý vị. Trong lòng có gì hết. Dạ đúng rồi, trong lòng không có gì hết á. Nói theo ở trên nó nè. Rồi con mời bà con. Dạ đây. Dạ. Cô ăn mấy phần cô? Dạ. Dạ con chúc cô ăn ngon miệng. Chú mấy phần chú? Dạ con cảm ơn chú. Dạ chúc bà con mình ngon miệng. Dạ. Mình còn như đây nữa không? Ở đây đây được. Rồi đỡ đó. Rồi chị chè chạy luôn ha. Cảm ơn chị nha. Chạy chậm chậm thôi chị, chạy nhanh dắp phục mít té đó. Dạ. Dạ đây con chúc chú ngon miệng. Dạ. Bên em mấy phần? Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Ở đây cũng có nhiều khoa và nhiều tầng lắm quý vị. Em nhớ có được em đi lên trên những cái khoa và một khoa là một tầng đó quý vị. Cho nên đi lên rồi. À, hay là nhờ mấy chị đi. Rồi sách đi lên. Sách đi lên, lên trên tầng cao nhất đó. Hỏi thăm bà con ở đâu chưa có thì mình gửi. Đưa cái mớ này cho chị đi. Bỏ vô thùng đi, mình ôm cái thùng sắt luôn, ôm thùng đi hay là sắt. Sắt dễ hơn ha. Ở dưới đây bỏ thêm cho hết đi. Ở dưới hết rồi rồi xong gửi thêm. Năm cuối mà. Hai tay là được. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Bỏ thùng trở về. Chị Phượng đi luôn hả? Đi chứ. Cho chị đi không? Chị Phượng đi luôn hả? Cho chị đi không? Sao có vẻ như chị mệt rồi, nhường lại cho mấy chị khác đi. Không sao, không mệt gì hết. Vậy thôi cho em rút lại cái đây nha. Ủa? Rồi cảm ơn chị. Không mệt gì hết. Dạ kính thưa quý vị, vẫn còn một vài phần ở nơi đây. Nếu như bà con ở đây thì họ nhận đủ á, thì em sẽ mang đi dọc đường phát đến những bà con mưu sinh. Rồi tiếp tục nhờ chị chè nha. Okay. Gửi những phần cơm đến cô kia. Hỏi cô thử có người
thấy cô dán salon bát này là truyền nước đây không biết. Dạ sao ạ? À cơm chay đúng không? Cơm chay không đồng đúng không? Dạ mời cô. Mấy phần cô? Hả? Mấy phần? Đi cho cô hai phần cũng được ở đây cô. Sội dữ gì thấy cái chỗ nào cũng thấy cái mặt hết trời. Dạ. Rồi rồi cảm ơn nhiều. Cô mình là có miếng ăn cũng được. À rồi rồi rồi. Cô cảm ơn chú với cô. Dạ rồi chào cô nha. Dạ năm mới chúc cô vui vẻ bình an hạnh phúc. Thì cô cũng chúc lại gia hai cháu gì á. Dạ. Cô về. Dạ cô về ha. Từ từ thôi bà ơi, từ từ thôi, không có gì nôn hết. Ủa cô đây nè, hay lấy cơm buổi trưa nè. Nay sao cô? Ồ, còn đất tiên lắm con à, chú mình làm không ăn được. Dạ. Rồi, còn Tết chứ chưa gái hết. Dạ. Bè cháu nè. Dạ, nay ngày đầu năm ha, chúc con nhiều sức khỏe, bà đang hạnh phúc. Dạ, rồi con xin phép. Dạ, mời con ha, chúc con ngon miệng. Dạ. Dạ hết rồi. À, kính thưa quý vị, hôm nay rất là vui khi ngày đầu năm xuất hành cũng như là gửi những yêu thương này đến với lại những bà con ở bệnh viện Ung Bướu và đặc biệt là những bà con ở bệnh viện Gia Liễu mà khoa phong đó quý vị. Mặc dù là ít bà con nhưng mà mang rất nhiều yêu thương và đông đầy. Con phiền cô cầm giùm con cái này chút xíu nha. Cầm thôi. Đó. Rồi, cầm để đây nè. Rồi. Con cảm ơn cô nha. Xoay qua đây một chút xíu. Đó. Chị Phương ơi, có điều gì muốn chia sẻ nữa không? Chị Phương thấy lời nói cũng đã đủ ý của chị rồi. Nhưng mà thêm chị thì chúc chú Hiển năm mới được bình an, vui vẻ. Rồi cứ tiếp tục hành trình với kênh Nha Trang Lang Thang để Nha Trang Lang Thang cứ đem niềm yêu thương này tới với chợ bầu mãi mãi. Dạ con xin cảm ơn chú. Dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Dạ kính thưa quý vị, cô ơi có thể quay cái máy xuống một chút xíu nữa. Đó. Cô ngã ra chút xíu nữa. Rồi đẹp luôn. Kính thưa quý vị, một chút chia sẻ trong ngày hôm nay, ngày đầu năm của năm 2024. Kính chúc chú Hiển và gia đình luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin kính chúc cộng đồng YouTube, những anh em YouTube và đặc biệt là những quý vị khán giả đã luôn yêu thương, đã luôn ủng hộ và luôn đồng hành cùng với tụi em không kênh này thì kênh nọ, chia sẻ những hình ảnh về Nha Trang và con người Nha Trang, đời sống ở Nha Trang gửi đến toàn thể quý vị đang ở đâu đó trên toàn thế giới cùng biết về quê hương của mình và nhìn thấy hoạt cảnh sinh hoạt của bà con ở mỗi nơi diễn ra như thế nào. Một lần nữa cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới ạ. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Dạ rồi, cảm ơn nhiều.